Đây là AMC The Walking Dead Phần này đánh nhau các thứ căng phết từ đánh nhau tay boy với cả đàn zombie xong rồi đi công thành xong rồi gặp savior các thứ. Anh em nào chưa biết thì thời gian thực của phần này tính từ lúc Rick dụ zombie ra khỏi mỏ mỏ nào thì tí biết nên là đoạn phim màu xám là quá khứ được kể đan sen Sau cái buổi họp đẫm máu thì Diana đã ngộ ra luật sống của tận thế Tara thì đã tỉnh lại và Glenn thì cũng được giảng hòa với thằng Hen. Phần này hết hèn rồi nên tôi sẽ gọi là Nicholas. Morgan thì được tiếp đón nhập tình nhưng mà viễn bị giam lỏng một thời gian để cho nó an toàn. Rick thì quyết định là sẽ không nhận thêm người mới nữa nhưng mà vẫn có ba người mới xuất hiện. Đây là một nhóm tuần tra dài ngày của Alexandria. Người dân ở đây rất là muốn chôn cất Pete nhưng mà Diana ra lệnh là vứt xác ra ngoài. Thế là Rick và Morgan nhận nhiệm vụ này. Hai người không hề biết là con trai lớn của Pete là Ron lén theo sau. Khi đã đi xa khỏi trại thì Rick muốn vứt cái xác lại rồi quay về thôi nhưng mà Morgan nhất quyết là muốn đào huyệt cho nó đàng hoàng. Đúng lúc đấy thì Rick nghe thấy tiếng zombie và anh phát hiện ra cái cả lò zombie bị nhốt trong một cái mỏ bỏ hoang. Rick tiện tay cứu luôn Ron khỏi vài con zombie lạc đàn. xong này hối hận vì cứu hai phết. Hóa ra cái mỏ này thu hút toàn bộ zombie gần đó giúp Alexandria an toàn Rick cũng cảnh báo Ron là đừng có mà chạy ra ngoài không mất công cứu Nhưng mà Ron không nghe lời tay với bố mình cơ Heath cái thanh niên mới quay về kể là có một nhóm chặn đường ra vào để sống ở mỏ Nhưng chết hết và kẹt lại ở đó Zombie xung quanh nghe tiếng động tụ tập lại kéo về đấy và tích lũy dần dần thành một nhóm anti zany. Rick muốn giải quyết đống này nhanh kẻo muộn bằng cách là dụ ra khỏi cộng đồng Nhưng mà không phải người dân nào cũng đồng ý Để đảm bảo là zombie sẽ đúng bằng ngã tư thì họ phải xây dựng một bức tường phân cách không cho con nào bê xe chạy đi đâu cả trong lúc xây dựng thì vài con zombie xuất hiện rick muốn người dân rèn luyện dần nên là không cho ai trong nhóm ra tay nhưng mà không phải ai cũng là thành gióng mà lớn ngay trong một ngày được thế là morgan đã phải ra tay thế là chẳng ai học được trừ mấy cái anh hàn học này ra thế là mấy anh lên kế hoạch giết rick ở một nơi mà ai cũng có thể xuất hiện đấy là nhà kho và eugene đã lén nghe thấy và suýt bị giết người diệt khẩu thì rick xuất hiện và thế là người bị khử la không ai cả tại vì tên này hữu dụng và rick thì cũng muốn kìm chế xác dục và ngày ấy đã đến ngay khi một chiếc xe tải chặn đường ra khỏi mỏ bị rơi xuống là lúc bắt đầu hành động bước đầu tiên là dùng pháo sáng để dụ zombie đi theo tuyến đường đã định Daryl phụ trách dìu đoàn con thơ suốt đoạn đường đi à, sau thì có thêm cả Sasha và Abraham đi ô tô bên cạnh nữa kế hoạch chặn tường ở ngã tư cũng hoàn hảo chẳng vấn đề gì Glenn thì dẫn một nhóm dọn hết zombie bị kẹt lại dọc đường ở phía trước đảm bảo cho đàn zombie không bị tiếng động làm cho phân tán kế hoạch cơ bản là thành công nhưng mà lúc này thì Conan mới bắt đầu xuất hiện đầu tiên là ông này bị cắn vì chủ quan tiếp theo là một tiếng còi hú động vào rừng xanh âm thanh rất là rõ ràng bass bùng sống động khiến zombie như được dùng on audio fi tai nghe true wireless đến từ hãng tai nghe dj bán chạy nhất Amazon One Audio F2 có pin lên tới 40 tiếng sạc một lần đủ nghe cả tuần mà giá chỉ có 590 nghìn Đặc biệt là anh em có thể kéo xuống phần mô tả Nhấn vào đường link là tôi giảm cho anh em thêm 50 nữa quá là hời Và các bạn muốn mua phụ kiện thì có thể đến ngay Seven để sắm cho mình những phụ kiện khác cực kỳ chất lượng Mấy anh zombie cũng chui xuống phần bình luận luôn này kéo cơ hội đi cho vui Quay về Alexandria vài phút trước thì Diana vẫn đang chuẩn bị làm vườn vui vẻ Bệnh xá thì mới tuyển một bác sĩ mới là Dennis một cô sinh viên y và không hề tự tin vào khả năng của bản thân. Gabriel thì đã quyết định nhờ Carl dậy dùng dao để thể hiện ý chí của đấng đúng lúc đó thì họ bị đám sói tập kích tàn sát và bắt bớ giữ người thân carol thì cố gắng len lỏi để giết từng tên đi lẻ và giải quyết những người mà không thể cứu được nữa trên tháp canh thì có cậu con cả của diana spencer đã ngăn được ý định dùng xe tải đâm đổ hàng rào của bọn sói nhưng mà chính con xe này cũng đã gây ra tiếng coi hú khiến bọn zombie chạy đàn lúc này người bị thương liên tục bị đưa vào bệnh xá khiến cho dennis vô cùng áp lực và phải nhờ tara khuyên nhủ chỉ bới thì mới có động lực để cứu người morgan là người đầu tiên chạy về kịp anh gặp được carol cô ơi, giờ cả trang thành một con sói để dễ bề hành Hành động. Morgan khuyên Carol là đừng giết người nữa, nhưng mà Carol đang gấp, mọi ý kiến góp ý xin gửi về hòm mail kế hoạch là Morgan giả vờ là người bị bắt để dùng Carol an toàn để cùng Carol an toàn đến kho súng nhưng mà anh không nhịn được chạy ngay đi cứu Gabriel nên là Carol phải tự giết đường đến kho Morgan lúc này đã trói được một tên sói và muốn nói chuyện với hắn nhưng mà Carol Rách lùng giết hắn rồi chia súng cho hai người một số người khác cũng chạy về đến nơi và họ dần áp chế được cuộc tấn công Morgan thì bị năm kẻ vây công nhưng mà anh cần hết và quyết định là thả cho chúng đi trái hiểu kiểu gì luôn đấy trận chiến khiến Alexandria thiệt hại nặng và Carol là bắt đầu hơi chán chán cái việc giết chóc rồi Aaron thì tìm được ba lô là mất ở xác một tên sói như là nghĩ là chính mình đã giận chúng đến đây. Morgan trong lúc đi loanh quanh để kiểm tra thì phát hiện ra một tên sói đang lẩn trốn. Nhưng mà Morgan không giết mà lại trời giấu trời mang tên này đi. Trong lúc trận chiến chưa kết thúc thì Rick cố gắng liên lạc nhưng mà không ai trả lời. Thế là anh phải tìm cách dụ đám zombie đi để Glenn và Michonne đưa người khác trở về. Nhóm này gặp phải zombie, cái thằng đần thì còn panic quá bắn nhầm vào chân đồng đội Xong trốn tiệt luôn. Một người khác bị bất cẩn cắn vào vai. Thế là nhóm 7 người thì còn có ba thương binh. Daryl biết được tình hình thì sốt ruột lên phóng xe quay về Alexandria trước để Sasha và Abraham tiếp tục dắt các cháu đi xa quay lại nhóm của Glenn và Michonne thì họ đi vào thị trấn nhưng mà zombie ở đó cũng đông cả bọn đành rút được một cửa hàng thú cưng và tìm cách tụi bọn kia đi chỗ khác để tìm đường ra Glenn và Nicholas đi đốt một cửa hàng thức ăn để tạo cơ hội chạy trốn những người khác ở lại thì nghỉ ngơi anh trai bị cắn mới đưa Michonne thư gửi vợ nhưng mà cô khẳng định là sẽ đưa anh về nhà đưa anh về nhà các một đội quân của zombie đã đến họ buộc phải chạy khỏi cửa hàng ngay lập tức nhưng mà zombie quá đông lần lượt các thương binh nằm xuống chỉ còn cô Heath và ông bị bắn vào chân Glenn và Nicholas tìm đến cửa hàng thức ăn nhưng mà nó bị đốt sẵn rồi thế là cả hai phải tìm đường khác chạy trốn và lỡ đi vào một ngõ cụt hai người leo lên thùng rác để cố thủ trong nô hốp phết nicolas tuyệt vọng quá tự luôn và kéo theo Glenn rơi xuống đàn zombie Mới thằng vô dụng này làm chết Glenn của tao nhưng mà không sao Glenn chưa chết đâu Glenn chết thảm hơn nhiều lúc này thì Rick đã lấy chiếc RV để đón đầu lũ zombie anh bảo với Sasha và Abraham là sẽ dụ chúng quay lại đàn giờ thì họ phải tin tưởng những người ở nhà và tiếp tục công việc Daryl nghe thấy thế liền quay lại với xe của Sasha đúng lúc đấy thì bọn sói được Morgan tha lúc trước tấn công Rick nhưng mà bị đánh hết và đúng lúc quan trọng này thì còn RV chết máy và Rick lạc lõng giữa biển zombie đang tràn tới số phận của Rick sẽ như thế nào thì phim bắt chúng ta đợi để tìm hiểu quá khứ của Morgan sau khi chia tay Rick lần hai thì Morgan phát điên nên là Huawei căn nhà rồi chuyển sang làm bố trong khu rừng lấy xác người làm lửa trại mãi mái rũa rũa để bố trí bẫy xung quanh khu nghỉ chân sau đó là chuỗi ngày đi săn zombie để chữa lành tâm hồn của Morgan và đúng hơn là diệt sạch tất cả những thứ biết đi bất kể là sống hay chết cho đến một ngày Morgan lạc vào một chỗ trông chiêu lắm và tìm thấy một căn nhà gỗ gần đấy anh ra định đột kích chỗ này nhưng bị chủ nhà đánh ngất xong bị nhốt trong lồng như loli anh chủ nhà tên là Isman một nhà tâm lý pháp y hoàn toàn không thấy Morgan phiền mà chỉ vứt lại quyển nghệ thuật là người hòa bình, nghệ thuật là người hòa bình nghe như kiểu <laughs> nên hòa bình sống ấy. <laughs> Bạn đồng hành với Isman là một con dê và chắc là vì cô đơn nên là mới bao nuôi Morgan. Cuộc sống của Isman thì ngoài giết zombie thì cũng khá là giống cán bộ về hưu. Cuộc sống an nhàn là Morgan bình tĩnh lại và bắt đầu tỉnh ra, nhưng mà Morgan vẫn tìm cách để cậy tường vượt ngục. Cơ mà Isman bảo là không hề khóa cửa sắt, thế là Morgan lại tìm cách tấn công một lần nữa rồi lại thua. Isman bảo là Morgan đi hoặc là ở lại và Morgan chọn quay lại song sắt. Hôm sau thì Isman ra sân để đi săn. Morgan bắt đầu mò đến quyển sách hòa bình và đọc được châm ngôn của môn võ Aikido. Chung chung là không nên giết người. đúng mà lời khuyên có ích cho những người hòa bình và Morgan đã hiểu ra điều gì đó nên là quyết định cứu con dê khỏi bầy zombie sau đó thì anh kéo xác đi tìm chỗ xử lý thì thấy nơi Isman chôn tất cả zombie Morgan cũng bắt chước trôn chôn và chôn cả kẻ điên trong người mình xuống đất Isman quyết định là làm cho anh một cây gậy và bắt đầu dạy anh Akido sau nhiều ngày sống cùng nhau Morgan đã thấm thấm cái quả tư tưởng không giết người của Isman thứ mà sau này phiền và lờ đến một ngày thì Isman muốn ra biển nên là họ quay lại chỗ của Morgan cắm trại để lấy thêm đồ nhìn những gì mình đã làm trong quá khứ Morgan lại bắt đầu bất ổn và hai người lại tập Akido để bình tâm lại đúng lúc đấy thì một con zombie xuất hiện mà đấy lại chính là thằng nhóc bị anh giết nên là Morgan đứng hình mình lao đến cứu thì bị cắn nhưng anh lại bình tĩnh đi đào mộ cho con zombie này Morgan thì nổi điên lên đi săn nhưng mà khi gặp hai người sống sót khác thì lại tha cho khi đã bình tĩnh lại thì quay lại giúp mình đào mộ và ngôi mộ cuối cùng là dành cho Isman Morgan lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình và gặp lại được Rick nói chung là cái tập này để giải thích là tại sao Morgan lại không giết tên sói này thôi mà muốn là thần hóa thành chó nhà lúc này thì Rick quay về cùng với đàn zombie theo phía sau đàn zombie đã bao quanh Alexandria. Rick an ủi mọi người là hãy đợi nhóm Daryl quay về để dụ đám zombie đi rồi Glenn và Nicholas sẽ sống sót quay về. Nhưng mà người dân Alexandria vẫn đang rất hoang mang. Maki quyết định ra ngoài tìm Glenn và Aaron đòi đi cùng để giúp. Diana thì biết hỏi bản thân mình chẳng có tác dụng gì nên là vạch ra chiến lược mở rộng Alexandria cho nó vui. Carl đến thì hỏi Ron về tung tích của Enid nhưng mà không có nên là cậu muốn ra ngoài để tìm. Thế là Ron đi mách Rick tiện thể hỏi về cách dùng súng Dennis thì bất lực sợ hãi vì mình còn kém lắm nhưng mà Tara bảo đừng sợ hãi nữa Hiểu đấy, Sherlock nhưng mà nó hữu ích thật thưa thám tử tại vì Dennis thực sự cứu sống được bệnh nhân cô tìm đến Tara tra một độ hồn và hỏi là có muốn cắt kéo không trong lúc đó thì Aaron và Maggie đã lẻn ra ngoài bằng đường cống nhưng mà đường ra đã bị chặn lại bởi zombie Maggie lúc này bắt đầu khóc lóc bảo là đã mang thai Maggie thì nghĩ là Glenn đã chết và muốn đi tìm xác nhưng mà giờ cô đã chấp nhận thực tại bất lực này nên là giữ cho bản thân hy vọng Glenn còn sống một người khác cũng tìm ra hy vọng mới cho bản thân là Rick và hy vọng đấy có tên là cô hàng xóm Jesse. Thế thì tại sao nhóm của Daryl vẫn chưa về đến nơi? Sau khi dụ được đàn zombie ra khỏi Alexandria, họ bị một nhóm người tập kích và lạc bất nhau như cặp đôi mới ra trường đi làm. Daryl phóng xe vào rừng rồi gục ngã vì mệt bên cạnh một cái xác. Sau khi cố gắng liên lạc nhưng mà không được, Daryl liền giấu xe đi rồi lang thang trong khu rừng bị cháy rụi, bắt gặp hai cô gái nhưng bị tên đi cùng tập kích từ phía sau. Daryl bị bắt làm tù binh cơ mà được đối xử khá tốt. Nhóm này đang chạy trốn khỏi ai đó và tưởng Daryl là người phải địch truy lùng. Chúng quay lại nơi này để đón bạn mà khu rừng cháy này cũng là do bọn này thiêu do bi rồi những con khác màu đến cháy cùng cho vui thế là cháy luôn cả cánh rừng sau khi họ quay lại thì nó đã đầy zombie nhân lúc cả lũ đang ngỡ ngàng thì Daryl cướp đồ chạy luôn cố liên lạc với đồng đội mà không được đành phải lôi nỏ ra tự sinh tự diệt Daryl đang định bỏ đi thì thấy hộp thuốc tiểu đường trong ba lô nên là quyết định quay lại trả đồ đúng lúc đấy thì kẻ thù của nhóm kia đến Daryl lại giúp nhóm kia chạy trốn thậm chí là tin tưởng đưa súng cho tên tóc vàng tự vệ họ tiến đến một căn nhà cháy rụi và phát hiện ra đồng đội của mình đã chết hết một trong có hai cô gái bị cắn chết và họ buồn bã đào cho cô ta một cái mộ Daryl thấy cũng ưng đấy đang muốn tuyển hai bố này về Alexandria thì đồ này cướp luôn xe và cái nỏ rồi bỏ đi thế là Daryl lại lút cút quay về chỗ ban đầu thì lại phát hiện ra được một xe chở dầu được giấu gần đấy Sasha và Abraham lúc này đang quay về để tìm Daryl nhưng mà truy vết không phải sở trường của hai người này nên là cách tốt nhất là để lại dấu vết cho Daryl đi tìm hai người tạm trú tạm vắng trong một căn phòng gần đó Abraham đi tuần tra và phát hiện ra một hộp xì gà Cuba đi kèm với một hộp súng phóng lựu abraham còn nhận ra là hình như là mình hơi thích thích Sasha thì phải và đấy thì không phải là tình đơn phương hai người chờ thêm một thời gian thì Daryl đánh xe qua đón về quay lại với tình hình của glenn thì glenn không chết mà kịp chui sướng thùng rác cố thủ và an toàn thoát ra khi đám zombie tản đi hết đúng lúc này thì anh gặp init và được cô bé cho uống ít nước cho đỡ ba que init thì tránh mặt glenn nhưng mà anh quyết tâm đuổi theo cô để hỏi về tình hình của alexandria trong lúc đó thì rick ở nhà và cố vực dậy tinh thần của mọi người và dạy cho ron bắn súng anh còn mở cuộc nói chuyện với morgan để trao đổi là abro hòa bình là một tình người việt nam thôi còn đây là mỹ là phim zombie nữa để giết người chứ nhưng Morgan nhất quyết không chịu Diana cũng mang kế hoạch mở rộng cho Rick nhưng mà giờ Rick không quan tâm lắm những người dân còn lại thì cố gắng học cách tự vệ quay lại với Glenn thì đã bắt kịp Init và thuyết phục cô bé dẫn đường về nhà hai người lấy bóng bay ven đường để làm ký hiệu mà Glenn thì lại tiếp tục thông não cô bé là phải đối mặt với sợ hãi để bảo vệ mọi người. Đến khi cả hai đến nơi thì phát hiện ra zombie nhiều quá, quê kín bốn mặt tường. Enid lại sợ hãi muốn bỏ đi nhưng mà Glenn lại chấn an cô bé để cùng tìm cách đi vào. Lúc này ở trong trại thì Spencer tự ý trèo dây ra bên ngoài. Rick phát hiện ra lập tức ra lệnh cho quay lại vì đầu móc dây bên kia đang tuột ra dần. Tara ở trạm gác gần đấy sẵn sàng tinh thần để nhảy xuống yểm trợ nhưng mà cái dây tụt ra khiến Spencer rơi giữa bầy zombie. May mà có Tara bắn yểm trợ cùng với Rick cố gắng kéo lên thì Spencer mới thoát chết. Morgan lúc này tìm đến Dennis nhờ cô ta xuống hầm khám cho tên sói. Carol nhìn thấy nên là đuổi theo sau. Lúc này thì có chùm bóng bay được thả lên trời và Maggie biết ngay đó là tín hiệu của Glenn. Nhưng mà niềm vui nhỏ để cho cái rắc rối to tháp đồng hồ đổ xuống như mấy anh dài khi thấy con gái biết chơi game. Đàn zombie lập tức tràn vào bên trong. Người dân chạy về phía ngôi nhà gần nhất. Maggie trốn bên tròi canh. Terra, Sasha và Eugene chạy qua một gara. Nhóm của Rick thì chạy vào nhà Jesse. Morgan và Carol thì ở chung trong căn hầm. Mà tầng dưới thì chính là Dennis cùng tên sói. Lúc này thì ở nhà Jesse, Michonne phát hiện ra Diana đã bị cắn ngang hông Này chắc phải bổ đôi người thôi <laughs> Nhưng mà rắc rối vẫn chưa kết thúc Ron hẹn Carl xuống tầng hầm để solo mỗi thằng một mạng để trả thù giết cha Trận chiến khiến cầu sổ bị đập vỡ, làm Rick biết chuyện Zombie cũng biết chuyện, Rick phá cửa để cứu con Carl thì giấu chuyện đã xảy ra nhưng mà cậu cũng lén tịch thu lại súng của Ron Đàn zombie tụ lại bên ngoài, phá cửa tràn vào trong nhà Rick phải chặn đường lên tầng 2 Lại mang xác hai con lên nhà và dùng cái trò máu thịt để che giấu mùi Lúc này thì nhóm của Eugene tìm cách phá cửa để kiểm tra nhà trước còn carol đã phát hiện ra tên sói như morgan nhất quyết bảo vệ thằng này thậm chí là hạ gục carol mỗi tội là tên sói lại đánh gất morgan mò với trời gần hơi đúng lúc đấy thì nhóm của Eugene xuất hiện hóa ra là nơi hai bên trốn thông với nhau tên sói khống chế Dennis để thoát ra ngoài lúc này thì Rick đã dẫn mọi người xuống nhà lặng lẽ đi ra đám zombie Glenn thì chào ra ngoài hàng rào và nhìn thấy Maggie mắc kẹt bên trạm canh xe xăng của Daryl thì bị một bọn chặn đường bọn này là thành viên của Xavier Daryl bị một tên dẫn ra sau để kiểm tra xe nhân cơ hội này dùng dùng phóng lựu giải quyết hết một lượt đúng là vũ khí đi trước xe vở khác quay về với Rick thì mục tiêu của anh là đến kho vũ khí nhưng mà nó không đủ để giải quyết vấn đề nên là anh chuyển hướng đi qua mỏ đá để lấy một chiếc xe Gabriel sẽ đem Judith đến nhà thờ trông cho mọi người dễ hành động Jesse muốn thằng con Sam đi cùng nhưng mà thằng bé sợ không dám tách khỏi mẹ đúng là rắc rối hậu tận thế trẻ con lúc này thì Glenn cùng Init đến một nhà thờ tìm đồ đạc hữu dụng tên sói thì có ý định là mang Dennis chạy trốn chứ không giết quay lại với sự kiện chính là nhóm của Rick đang đi giữa đám zombie trong đêm và here we are thằng lõi con này sợ quá đích dám đi và thế là bị zombie cắn Jessie sập qua hét lên là thế là bị zombie cắn tiếp có lại ron thì quyết định là phải tiết rick vì đã cả hại cả nhà nó nhưng mà michon cắn lại mà nhưng mà thấy đích nào ron bắn bố như đạn lại trúng mắt thằng con kho rick phát điên lên bế con chạy về bệnh xá tiếng động thu hút bọn zombie về hướng của rick thế nên là tên sói định dẫn dennis chạy đi nhưng mà dennis không có kinh nghiệm sinh tồn nên là tên này bị cắn lúc giúp cô dennis liền lôi hắn về phía bệnh xá để cứu chữa hắn bị carol bắn trên đường đi nhưng mà vẫn nỗ lực ngăn cản zombie cho dennis chạy thoát hành động này khiến carol phải suy nghĩ dennis sẽ an toàn đến nơi ngay sau đó là rick bế kho đến anh đưa thằng bé cho denis chữa trị áp lực kho có thể chết khiến con quỷ trong rick xuất hiện anh sách dìu ra giữa bầy zombie và bắt đầu tập đếm một này hai này ba này hành động điên cuồng của rick kích thích máu điên của người dân alexandria từng người một chạy ra tìm zombie như chơi đột kích glen cũng tranh thủ chạy vào cứu Maggie, dụ bầy zombie tụ dưới tháp canh để enid trèo lên cứu và glen lại bị zombie dồn tiếp tưởng là chết rồi nhưng mà glen vẫn không chết tại vì có abraham và sasha kịp chạy về để cứu và mọi người lên được xe Glenn muốn dùng xe để dụ zombie đi nhưng mà Daryl mới học được nhẫn thuật mới của làng lá giải xăng xuống hồ giữa cái trại dùng lựu đạn phóng hỏa cho nó ngầu chắc muốn ngầu ấy, nhưng dùng súng thường cũng được mà ngọn lửa thu hút độ zombie và khiến chú cứ đâm đầu vào như thiêu thân và một đêm chém chết sôi trào kết thúc Rick nhận ra là người dân Alexandria bây giờ đã xứng đáng làm đồng đội rồi và giờ thì kho tỉnh lại khiến cho tập phim hay vãi luôn trận chiến này thì đã đem lại quãng thời gian yên bình cho Alexandria Daryl và Rick giờ phụ trách ra ngoài tìm đồ thậm chí là còn thảnh thơi vừa lái xe và nghe nhạc hai người thậm chí thì là một cái xe tải vật tư trong lúc lái nó về thì họ gặp được một thanh niên tên là jesus và rick có ý định là thu nạp tên này cho đến khi anh nhận ra là hắn cấp chìa khóa để lấy chiếc xe vật tư đi hai người quyết tâm chạy bộ theo sau và bắt được tên này lúc hắn đang sửa xe rick chói lại rồi bỏ mặc giữa đường hai người lấy lại được chiếc xe họ lại gặp một nhà kho và định lút tiếp nhưng mà phát hiện ra là tên jesus này nằm ngay trên nóc xe thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra kết quả là jesus lại bị bắt nhưng mà con xe vật tư cũng rất luôn xuống hồ đần chưa Daryl Kay muốn treo Jesus lên cây vì không có sẵn cọc nhưng mà cuối cùng lại đưa hắn về trại chói và nhốt dưới Tầng hầm tối hôm đấy thì rick và Michonne lại chén nhau chứ hai chưa giờ thì alexandria bình yên đến mức thứ làm abraham suy nghĩ lại chính là việc anh thích sasha nhưng mà không dám chia tay với rosita nhưng mà không phải ai cũng thành thơi đến thế maki phải đau đầu vì hết lương thực mà cây thì cứ không chịu mọc tối hôm đấy jesus lại thoát được ra ngoài và lẻn vào trong nhà của rick mọi người tu tập lại bắt hắn và thế là ai cũng biết là rick và Michonne đang chén nhau jesus thực chất là một kẻ đang tìm kiếm những trại khác để trao đổi trại của anh ta là Hilltop thì có đầy đủ lương thực còn alexandria thì có vũ khí sự xuất hiện của jesus làm cho mọi người biết được những người sống sót còn nhiều và có liên hệ với nhau chứ không phải là đụng là đập như nhóm của Rick đã làm. Rick quyết định dẫn một nhóm đi cùng Jesus trên đường đi thì gặp một xe đến từ Hilltop bị tai nạn nên là Jesus thuyết phục mọi người đi cứu viện. May mắn là không có ai tử nạn. Trong đó có một bác sĩ khoa sản Ồ, đúng rồi đời khéo vẽ cho Glenn với Maggie luôn. Sau một đoạn đường thì họ đến được Hilltop. Nó được xây dựng trên khuôn viên của tòa nhà này một địa danh lịch sử nổi tiếng. Đây là Gregory người lãnh đạo Hilltop thằng này trông tay hãm mình lắm sau này bực phết bán ba cái thứ xong rồi Rick giao nhiệm vụ ngoại giao cho Maggie. Gregory thì tỏ ra là Hilltop sống ổn mà không cần Alexandria nên là người của Rick sẽ phải làm công cho ông ta để đổi lương thực. Nhưng Maggie chỉ đồng ý là đổi vũ khí và thuốc thế là kèo bị hủy luôn. Thế tình hình như vậy thì Jesus sẽ hứa tìm ra con đường tốt nhất cho cả hai bên. Đúng lúc đấy thì một nhóm người của Hilltop đi về, họ là những người vận chuyển đồ cho đám Xavier. Đám này lật kèo và ra một người của Hilltop lại để đổi lấy đầu của Gregory. Tay này là anh trai của kẻ bị giam giữ và tấn công Gregory. Rick phản ứng lại và Abraham cũng bị một tên khống chế. Rick giết kẻ tấn công Gregory dẫn đến sự phẫn uất của người dân, nhưng mà Jesus lại đứng ra giảng hòa hai bên. Abraham sau khi đối diện với cửa tử liền nhận ra là sống và phải làm điều mình muốn nên là quyết tâm chia tay Rosita. Jesus lúc này kể cho nhóm của Rick về lũ Xavier và ông trùm Negan. Chúng đã giết một người của Hilltop và ép cộng đồng này chia nửa mọi thứ cho hắn để đổi lại bình yên. Lúc này nhóm Rick kiểu mới chết một người đã hèn thế à? Họ sẵn sàng dẹp bỏ lũ Sevier này hộ Hilltop. Maggie dùng điều kiện đó để trao đổi lại với Gregory với cái giá phải trả là một nửa lương thực ông ta có ngay lập tức cầm tiền rồi mới làm nhưng mà Rick cũng uy tín yêu cầu người dẫn đường cho họ trong lúc này tại Alexandria thì Carol mang bánh quy tặng cho mọi người nhóm của Rick về ra lệnh cho mọi người tập hợp để bàn chuyện Carol còn mang bánh quy đến hội thằng nhóc Sam và càng lúc thì càng không muốn sát sinh Morgan tìm đến cô vì đã giấu đi chuyện anh cứu tiên sói với Rick nhưng mà cô cũng không phải giải thích với Morgan tại cuộc họp làng Rick giải thích việc sẽ tấn công nhóm Xavier Morgan phản đối vì muốn cho lũ Xavier được lựa chọn làm người tốt nhưng mà chả ai đồng ý cả tối hôm đó thì carol lôi một quyển sổ ra và đếm số người cô đã giết Maggie thì thuyết phục Glenn cho cô tham gia cuộc trinh phạt vì cô đưa ra thỏa thuận khiến mọi người gặp nguy hiểm. Abraham thì quyết đoán dọn đồ đạc và chia tay với Rosita. Ngày hôm sau cả nhóm lên đường săn những con zombie quanh đó để làm giả đầu của Gregory. Rick cần bồi thêm bài phát đấm nữa cho thực tế. Họ chờ đến đêm rồi để thanh niên ở hilltop đến giao đầu. Hai tay gác cổng thì hoàn toàn tin tưởng thôi. Rồi một tên đi vào để thả người. Daryl nhanh chóng hạ tên còn lại rồi cả nhóm ập đến dọn xác tên kia, mai phục nốt kẻ còn lại. Người của hilltop để nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, còn nhóm của Rick thì lặng lẽ xông vào bên trong, dễ dàng hạ những tên Savior đang ngủ. Glenn và Hit thì lần đầu tiên giết người nên hơi do dự, nhưng mà chứng kiến tội ác của chúng được chụp lại như chiến công thì không còn cảm giác tội lỗi nữa. Mọi chuyện khá là yên ắng cho đến khi một tên tỉnh dậy và bấm còi báo động. Maggie bên ngoài canh gác thì nghe thấy liền muốn vào giúp nhưng mà Carol ngăn lại vì đứa bé. Chara thì muốn đưa người của Hilltop về ngay để đảm bảo thỏa thuận nhưng mà Jesus sẽ quyết định ở lại. Cuộc chiến bên trong căn cứ chuyển sang à, giai đoạn đấu súng, nghĩa là kẻ địch làm đất gì thì cũng bị bắn trúng hết, còn phe mình thì không chết một ai. Gabriel bên ngoài cửa để canh gác thôi nhưng mà cứ giết một thằng là amen một phát đến sáng thì chỉ còn lại duy nhất một tên và hắn lại có chiếc mô tô của Daryl cái mà đã bị hai đứa cướp trong khu rừng cháy ngay lúc Rick chuẩn bị khử tay này thì bộ đàm bên kia vang lên một giọng nữ là chúng đã bắt được Maggie và Carol chuyện là tối hôm trước lúc mà Maggie với Carol đang do dự là xem có vào hay không thì có một tên xuất hiện bị Carol bắn vào tay nhưng mà hắn lại có thêm ba đồng đội nữ nữa cơ trốn vào trong rừng và quan sát nhóm của Rick đến sáng hôm sau và cô tóc đỏ này là người nói chuyện qua bộ đàm Rick muốn dùng tên Xavier để trao đổi tên này là bác sĩ của nhóm nên là quý giá phết điều này làm cho tóc đỏ cũng đắn đo suy nghĩ cô ta quyết định trùm đầu con tin rồi di chuyển đến một địa điểm khác trên đường đi còn gọi thêm cứu viện họ đến một nhà an toàn của lũ Xavier và khử một số con zombie gần đó carol thì lấy được một cái thanh giá từ trên một con zombie lúc này thì vết thương của tên bị bắn ngày càng tệ đi carol liền giả vờ thành một người phụ nữ yếu đuối sợ hãi để chúng mất cảnh giác cô cũng nói ra việc maggie có bầu thì vì phụ nữ thường thông cảm với nhau chắc thế biết đâu trở thành lá bùa hộ mệnh mà đúng là tóc đỏ bảo vệ carol khi mà tên bị bắn muốn chút giận lên người cô Maggie thì được đưa sang phòng khác để thẩm vấn, chủ yếu là dò hỏi địa chỉ của Alexandria. Trong lúc đấy thì tóc đỏ ngồi tâm sự với Carol về quá khứ, cả hai đều là mẫu phụ nữ yếu đuối trước tận thế nhưng mà thay đổi để sinh tồn. Một thời gian sau thì tóc đỏ báo lại địa điểm để trao đổi người với Rick, bởi vì cứu viện của cô ta sắp sửa đến nơi. Tóc đỏ và bà già quyết định là ra ngoài dọn sạch quá trong tòa nhà. Carol tranh thủ dùng thời gian là dùng thành giá cắt bằng dính chói tay rồi lẻn đi cứu Maggie. Carol muốn rời đi luôn nhưng Maggie bảo phải đánh. Thế là họ giết tên chúng đạn rồi dùng tên này giờ đã biến thành zombie để giết chết bà già. Tóc đỏ phát hiện ra chuyện thì đã quá muộn nên là chỉ biết xách súng lên trả thù carol và maggie thì tìm thấy được lối ra đặt bẫy bằng mấy con zombie đúng lúc đấy thì tóc đỏ đuổi đến nhờ bắn hết cả băng đạn trả chúng phát nào tóm lại là carol và maggie sửa được hết đúng lúc đấy thì cứu viện của nhóm Xavier chạy đến thế là cả hai lại lùa để tiễn cả bọn này đi luôn giải quyết xong xuôi chả cần rick đến cứu chỉ tội cho đám con tin trong tay họ ngẩn ngơ thì vì mất đi đường sống rick vẫn hỏi là negan là tên nào nhưng mà hắn không nói thì là rick dứt khoát bắn luôn ngày hôm sau thì alexandria yên bình trở lại và chào mừng các bạn đến với chuỗi ngày tôi muốn chứng minh tôi không vô dụng morgan tự xây một phòng giam để Rick có thể chọn nhốt thay vì giết ai đó. Carol thì cứ nhồi thuốc lá vào mồm vì suy tư. Một hôm thì Dennis đề nghị là Carol và Rosita đi lấy thuốc cùng cô. Hai người muốn tự đi hơn là bồng theo Dennis ra ngoài nhưng mà cô bác sĩ nhất quyết là đòi đi theo. Đang đi thì có một cây đổ ngang chặn đường nên là cả bọn chuẩn qua đi bộ. Dennis chỉ đi đường dây cho nhanh nhưng mà Daryl ám ảnh bọn Terminus nên là bảo không. Lúc này thì Abraham cùng Eugene tìm được một cái nhà máy nơi có đầy đủ thiết bị để điều chế đạn. Eugene muốn tự tay xử lý con zombie trong nhà máy nhưng mà Abraham đã ra tay khi mà thấy ông bạn chật vật mãi không xong thế là Eugene tức giận vì bị coi là vô dụng Abraham bảo thì đúng như thế mà thế là hai bên cãi nhau và Abraham bỏ về trước trong lúc này thì phía bên Daryl đã tìm được cửa hàng Dennis thì không chịu được đám zombie nên là ra ngoài ngồi Bần thần cho đến khi hai người kia lút đồ xong Lúc về thì Daryl chấp nhận đi đường dây Dennis phát hiện ra một cái thùng giữ lạnh trong một xe ô tô Và muốn lấy nó nhưng mà Daryl không lấy Thế là cô tự đi lấy và bị con zombie đè ngã xuống Nói chung là cầm cành và lờ muốn thể hiện mình Mạo hiểm thế nhưng mà trong thùng lạnh có vài lon nước ngọt Nên Daryl cáu Đúng lúc đấy thì một mũi tên bắn trúng Dennis Xavier tràn ra từ trong rừng trong đó thì có tên tóc vàng người quen cũ của Daryl quan trọng là bọn này đang giữ Eugene trong lúc tóc vàng bao hoa kể tên mình là thì Eugene thấy Abraham trốn sau đống thùng phi Thế là báo cho bọn Xavier để đánh lạc hướng Để quay sang ngoạm phát vào dãi của Dwight wow. Abraham nhân cơ hội tấn công rồi Daryl và Rosita cũng phối hợp. Tên D đã thấy mất ưu thế nên chạy trốn. Daryl muốn đuổi theo trả thù nhưng bị ngăn lại. Thế là trừ một Dennis, Eugene cũng bị trúng đạn nhưng mà còn sống. Trong lúc này thì Carol đã quyết định rời khỏi Alexandria sau một đêm lồng làn với người tình. Daryl thì đòi đi trả thù cho Dennis nên là Glenn, Mission đi cùng và Rosita đuổi theo để giúp đỡ. Rick lúc này đã biết được là Carol bỏ đi nên là anh và Morgan đi tìm kiếm. Lúc này Carol lái một con xe dùng để đặt bẫy bên ngoài Alexandria và bị một bọn nào đấy chặn đường. Dù rất không muốn nhưng mà cô đành phải giết hết cả lũ trừ lại một tên may mắn sống sót một lúc sau thì rick đến được chỗ đánh nhau hai người đi theo vết máu về phía cánh đồng mà không hề biết là tên sống sót bám đuôi đằng sau Glenn lúc này đã tìm được daryl nhưng mà daryl quyết tâm phải trả thù được cho dennis thì mới về rosita quyết định đi theo còn Glenn và mission để chọn quay lại nhưng mà họ lại bị chính tên dwight bao vây rick và morgan đi đến một trang trại và gặp một kẻ lạ nói là đang đi tìm ngựa và không chịu ra mặt thế là rick bắn luôn nhưng morgan cản lại tên đó để lại một cái vũ khí được hugh làm ra nên là rick nghĩ đấy là một savior morgan bảo rick hãy quay về để đảm bảo an toàn cho Alexandria để anh tự tìm kiếm Carol. Lúc này thì ở nhà có một vấn đề xảy ra là Maki bị đau bụng sau đấy liên quan đến cái thai. Mà Glenn thì lúc này đã bị lũ Xavier bắt được, Daryl và Rosita cũng vậy. Quay lại với Morgan thì anh tìm được ngựa của tên ban nãy và dùng nó để tìm được Carol. Quay về với Alexandria, Rick đem hết tất cả chiến binh cốt cán đi hội tống Maki đến Hilltop chữa bệnh, nhưng mà lũ Xavier chặn đường bắt họ phải quay đầu. Rick quyết định rút lui tại vì chiến đấu trực tiếp thì chắc chắn là có người hy sinh. Cả nhóm tìm một tuyến đường khác để đi nhưng mà lũ lại xuất hiện, Rick lại lựa chọn né. Lúc này ở phía Morgan, Carol một lần nữa bỏ trốn và Morgan lại mất công đi tìm. Quay lại về Rick thì anh nhận ra là hai nhóm Xavier chặn đường này khác nhau, chứng tỏ là bọn Xavier rất hà đông. Đến con đường thứ ba thì chúng xích mấy con zombie ở giữa đường để lại dấu vết của Mission ở đó và bất ngờ xuất hiện tấn công ở hai bên. Rick quyết đoán phá hàng rào zombie để xe RV được đi qua nhưng mà chợt nhận ra là họ đang đi vào bẫy tại vì bọn Xavier chỉ bắn vào đất nhưng mà xe không đủ xăng để đi đường vòng mà lần này thì lũ Xavier chặn đường họ phải đông gấp đôi. Trong lúc đó thì Carol bị tấn công may mà tên này muốn hành hạ cô để trả thù cho đồng bọn nên là morgan kịp thời chạy tới carol trúng nhiều đạn nên là bị nguy kịch nhưng mà có người xuất hiện để cứu cô quay lại với nhóm của rick thì mọi đường đi giờ đều bị chặn hết Yuji nhận ra là họ phải thoát được khỏi tính toán của lũ Xavier Nên là anh sẽ tự lái xe làm mồi nhử Để mọi người lặng lẽ đưa Maki đi trong rừng Nhưng mà tất cả mọi thứ đã bị bọn Xavier liệu trước Và họ đã lọt vào bẫy Mọi vũ khí bị tịch thu Nhóm Daryl bị đưa đến Và cả lũ tụ họp lại với nhau Và giờ thì It's Negan time Negan trông hai phết trông kiểu chó hay trông bực phết hay hơn nữa là Rick phải nộp thuế một nửa tài nguyên cho hắn Và vì Rick đã giết quá nhiều người Nên là Negan phải chọn một đứa để trả thù Negan random một kẻ Và một người gục xuống Và ôi không kẻ bị hạ gục là ai không, Thực ra là mấy bố xem phim và xem tóm tắt của Way to chắc biết hết rồi Cơ mà thứ sáu tuần sau tiếp nha anh em Tốt là vui vẻ Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Xin chào và hẹn gặp lại